Ở đây Út, Út ở đây là gọi là cái gì? Vùng này gọi ở đây là xã Minh Thạnh, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. À, chú ba đúng không? Cũng ở đây luôn. Chú ba ở đây luôn. Dạ, ở khu dòng, khu chú ba xài si 7 tháng. Rồi sau nữa chú cái ba? Cái này là chú Năm. À chú Năm hả? À. Rồi chú Năm mua si của em. Dạ. Rồi trong nhà còn ít oligo hả? Ít oligo. Không có. Cũng khỏi. Để để ngay chú Năm chú kể. À tức là đứng đứng đây này, đứng đây. Oligo còn khoảng gần phân nửa cái. Là khoảng bao nhiêu si? Hả? À nửa lít. Cái à một xì, một xì. À một xì mấy. Còn phân nửa, còn rồi. Phân nửa thì tôi mới lên Úc lấy một cái thùng xì. Về tôi mới đổ vô phi rồi cái rồi bắt đầu tôi đổ logo với đổ 200 lít nước cho một tại vì thấy để dư nước tiếc hả chú? Ừ. À. Đổ vô cái được chứ thấy nó sao đổ vô cái được. Thì đổ vô xong rồi mình múc mình tưới thôi. Rồi rồi sao nữa rồi sao cái cây nó biểu hiện sao? À, rồi cái cây nó biểu hiện là nó cứng lá, cái lá non nó cứng. Nó chận lại. Ờ, nó vàng nó cứng mình bóp nha, bóp. Thấy không? Đó, rồi nó khoảng chừng 10 đến 20 ngày. Ừ. Rồi là nó cứng cái lá như vậy rồi. Nó không ra ngọn nữa luôn. Không ra đọt. Em xuống nó ủa sao mà chú đổ này 20 ngày mà sao cái đọt chú bị đứng lại. Cái, à, em nói ủa cái cây này là của chú Năm chứ coi chừng hiếu hoang chú Năm ơi chứ đổ là đúng rồi nó phải bung. Cái chú Năm nói tôi cũng mới bỏ phân hôm nay cũng thêm mười mấy ngày cái vậy là có nguyên nhân gì rồi cái ngồi cái hai chú Năm kêu tôi thấy con khúc trèo luôn còn nửa chai đó tôi đổ vô luôn tôi tính là nó không tốt vì ngang nó cũng bỏ vì dạo chị bệnh thôi cái này đó là chúng quay lại thôi tại cái nội dung này đã nói từ năm ngoái rồi nhưng mà rồi nó nhiều vi déo quá rồi người dân không thể nào mà lục lại nhưng mà không phải một mình chú Năm đâu mà nhiều người cứ tưởng đó là oligo đó là chuyên về nấm. Đúng. Cứ nghĩ rằng là đúng rồi, cứ pha si vào với oligo vào để đổ vào nấm nó trị bệnh. Vậy là để 15 ngày sau con xuống nếu mà nó không bung đọt được là con là chú Năm phải đổ oligo lại với đổ amino với si lại để cho nguyên sinh hoạt em thấy nó cũng đứt cái đầu. Đúng rồi. Hai da đó, thấy không? Nên rằng là nhớ một điều thế này nè, tôi nói lại thôi. Cái nấm đó là chúng ta phải nhờ cái si để nó thay đổi cái pH của nó. Cái oligo đó nó phun lên cây khi một phi hai xị đó là nó bọc lại, nó làm cho các cái nấm này đó không lấy được dưỡng khí và chết. Còn nếu mà nói về cái nói là pha nấm đó mà đổ xuống đất đó thì xin thưa riromin á nó mạnh gấp chục lần so với oligo. Anh này. Thì một đó. Một đó là phun, hai thôi, muốn thì phun. Đó. Anh Tiến với cái phun lặng mậu vào bức hết luôn. Đó. Bốn ngày đâu còn đâu. Như vậy. Chà cái vườn này nặng dữ rồi ha. Cái vườn này mấy cây này năm rồi tôi tính chết hết rồi đó. À, tức là nặng lắm hả chú? Ờ bị nó khô hết mà. Nó khô hết, tôi tính chết hết rồi mà đổ xi là nó ấy lại mà bị gì vừa rồi bị oligo đó ha. Nó sừng lá đó chứ nó không ra đọt, nó ra đọt đẹp lắm. Nó bị như vậy rồi thì tôi nói lại lấy 5 lít si pha với 3 lít sao pha với 3 lít amino phun ra cái rìa này nè đó cho vi sinh vật nó phát triển lên không nó ăn cái lớp chitin đó là giải được cái oligo được chưa mới lớn cho ra tái đơn kìa cái trọng lượng của tôi à dạ không sao không sao nhưng mà như vậy đó thì phải tăng cái hữu cơ lên cho nó thì dân mình nghèo mà thì cũng kiếm tiền đâu có sao không sao nhưng mà nhớ là phải đổ si cho nó như cây này là đổ 2 lít thôi 2 lít thôi 6 tháng đổ 1 lần đó là như vậy thôi không sao hết đó tại cho ăn sớm thì phải bồi dưỡng sớm nhưng mà hơi bị nhiều đúng ra cây này đó là được 2 trái thu quốc từ 3 trái rồi cái này là tôi không có để ý tới à tới chừng tôi ra tôi thấy chầm dàm à thôi để luôn thì bây giờ mình dạ không sao. Thứ nhất bây giờ đó là chú lấy cái miếng gì đó mà nó không thấm nước đó, như miếng dán hay miếng gì đó, miếng đúng rồi, kê lên miếng mút rồi đó. Đó, kê lên không? Ba trái. Trời ơi 45.000 ký ba trái này ông kiếm được mớ đó. Không, để nhưng mà để khoảng trái hai trái được rồi, để ba trái gì. Này này để bình thường đâu có sao. Không, cây này to rồi để hai trái được rồi. Hai trái nha anh.
Bỏ đi, bỏ đi, khổ đau, trời ơi, giữ lại làm gì, nhổ, 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 nhổ. Không, nhổ. Ai da, khổ không. Đó. Cây này được không? Cây này được phải không? Cây này thì... Tạm thôi chứ, trời ơi, con là thiệt cái... Yếu lắm. Đừng có trồng nó lấp sâu vậy. Bây giờ nè, Tuấn khuyên nè, ở đây đó, không có trồng cao cái mô vậy. Không nên. Tại vì đất cát này đó là mùa ưu điểm là mùa mưa là rút nước tốt. Nhưng mùa nắng đó là mất nước. Mất nước là khô rễ. Rất là cháy rễ. Không nên. Không nên. Không nên. Có muốn gì đó, ví dụ như nên nước thì xẻ cái rãnh này nè. Đó, xẻ cái rãnh nhỏ nhỏ thôi. Rộng khoảng hơn gan 30 cm. Sâu 7-8 tấc. Nhưng mà cơi sau là không có rầy nè, cơi này có rầy, cơi sau là không có rầy. Chắc chắn là nếu mà dinh dưỡng đúng là cơi sau là chắc chắn không có rầy. Kể. Cây này mình được có 4 năm chưa chú? Cây này hả? Dạ 5 năm. 5 năm rồi đó. Năm rồi đó. Thì năm rồi là nó muốn chết rồi mà. Thì cho muốn suy gì nó muốn chết chứ muốn suy gì nó. Tôi nói là nó chết sạch rồi. Cái này mấy ngày này mà không đụng suy là chết chắc rồi đó. Chết chết chắc. Chết chắc. Đúng rồi, cái tay nó cùi nó mới ra lại mà. Ừ, lại hết trơn rồi. Lúc mà anh xuống là cái lá nó không còn luôn. Cái hết chú rồi. Đó. Nó rút sạch lá hết. Tức là một cái lá mẹ nó phải cái cây. Lá này có rầy nè, kể nó muốn sạch. Không, lấy công thuốc côn trùng đó. Tuấn cũng nói luôn nè. Từ cái chuyện mà lấy oligo đó, một là tiếc, hai là nghĩ là giải quyết nấm, là cái đó là sai lầm đó. Thì cả ngày thuốc bảo vệ thực vật cũng vậy. Tuấn nói với Tú là nó không có thích cái cơi đầu, là nó đừng có phun bảo vệ thực vật. Tuấn thì nó cơi đầu nên. Vì sao? Vì nó dư ở trong nhà đó, Út biết không? Là tiếc, là bị con vợ nó nhằn, bị đúng rồi, chúng ta cho xịt đi. À, để rồi sau lần cơi thứ hai trở đi là không có xịt nữa. Cái này tôi mới làm, còn cái đó hồi đó cái này con tôi nó làm nó bị hư giống kia là tôi bỏ. Nó cỏ ngoài này đến chỗ năm kêu tông bồn đổi nhưng mà ngoài này xịt thôi đừng có xịt để luôn vậy đi. Trời ơi, rễ nó ra tới ngoài đây rồi nè. Hễ, đó là hễ rễ nằm trong đây thôi chứ cái rễ nó có vài cái rễ lớn nó ra tới ngoài đây rồi. Như vậy thì dẫn truyền cái gì? Si đó là 6 tháng là phải ra tới ngoài đây. Mà ra tới đây gặp thuốc diệt cỏ thôi xong rồi. Nên không được. Đây này uống nghệ mật ong tới khi uống rượu rồi. Xong rồi. Bởi vì khổ đau. Đó, xong nông dân cứ vậy hoài hả? Khổ thiệt. Rồi thôi, bây giờ đi về ha. Cây này là, xong mà thôi, cây này thì giữ lại đi. Ông nhổ. Bây giờ đó mày biểu ông nhổ là ông đau lòng. Mà ông đau lòng là ông phải ra tiệm thuốc tây ông mua thuốc giảm đau ông uống đó. Cây máu dòng nhanh hơn. Đương nhiên, nhưng mà thôi kệ đi.